Xin mời tất cả chúng ta chắp tay trang nghiêm để niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2024. Và chiều hôm nay thì trong buổi lễ thọ bát quan trai này thì chúng ta có một cái thời pháp đàm ngắn, và hôm nay trong cái phạm vi của cái bài này đó thì sư cô giảng cái đề tài đó là cái điều gì mà đáng trân quý nhất. Thì mỗi một người chúng ta đó, trong cái đời sống đó, ai cũng có những cái điều mà đối với mình là đẹp nhất, đối với mình là đáng quý nhất, hoặc là đáng trân trọng nhất. Và tất cả những cái điều này đó, nó không những nó đi trong cái suy nghĩ, trong cái mơ ước của mình, mà nó còn gắn liền với cái đời sống mình để mình thực hiện. Và nếu mà chúng ta định hướng đúng thì cái đó là cái niềm hạnh phúc lớn lao cho mình. Và lớn lao nữa đó, là khi định hướng đúng rồi đó, là mình biến cái mình ước mơ thành cái hiện thực, và mình thành công được như vậy đó, thì coi như mỗi một cái kiếp đời chúng ta đó, thì chúng ta hoàn thiện những cái bước đường tiến hóa tâm linh của mình. Và khi chúng ta sống đó, thì nó có hai cái đời sống trong chính cái cuộc sống của mỗi con người chúng ta đây. Cái cuộc sống mà nó diễn ra thường nhật, mà tất cả chúng ta đây đó đều đi chung trong một cái guồng máy mà nó làm thành nên những cái nhịp sống chung của một cái cộng đồng xã hội và của mỗi một cá nhân á, tham gia vào trong cái nguồn sống đó, đó là cái cuộc sống ở thế gian này. Chúng ta sinh ra được cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng, được đi cho ăn học, được cho học một cái nghề nghiệp, và chúng ta đó có cái kỹ năng sống, có cái kỹ năng làm việc để chúng ta có thể mưu sinh một cách chân chính. Và cái thành công trong cái nghề nghiệp để mưu sinh, phát triển trong cái nghề nghiệp này đó, thì chúng ta có một cái lợi tức tương xứng. Và từ cái lợi tức tương xứng đó đó, thì chúng ta dùng cái đồng tiền đó để nuôi bản thân của mình, nuôi những cái người thân yêu của mình, và cũng là cái đồng tiền chúng ta báo hiếu cho có ơn có nghĩa, cho có trước có sau. Và nó cũng là một cái nền để mà chúng ta phát triển một cái đời sống thực tế, ăn mặc ở bệnh cho đến ngày chúng ta nhắm mắt. Và nếu chúng ta thành công được những cái này ở trên đời thì đó là một cái phước báo hết sức là lớn lao. Nhưng mà trong cái đời sống của mỗi người chúng ta đây, đâu có bao giờ suôn sẻ đâu. Chúng ta thấy ở ngoài trời vậy ha, sáng thì nắng, trưa thì gay gắt, chiều thì đó mát mẻ, nhưng mà đâu phải ngày nào cũng được vậy. Mấy hôm nay thì thời tiết mưa bão dầm dề, và có những cái nơi thì
nó đi đến cái chỗ mà nó trở thành một cái thiên tai. Thành ra mình đâu có lường được. Cuộc đời của mình cũng vậy. Có những lúc nó trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng, rất là đầm thấm. Cũng có lúc những cái giông bão, nhưng mà nó nhẹ rồi nó đi qua. Nhưng mà cũng có những lúc nó tàn phá cái đời sống của chúng ta. Và xem xét kỹ lại đó, thì hằng ngày trong cái đời sống, và ngày này chuyển qua ngày khác, thì chúng ta thấy đó, nó không hẳn là lúc nào nó cũng là bình yên. Và nó không hẳn lúc nào nó cũng là sóng gió. Bình yên có mặt rồi sóng gió, và cứ thế nó đi trong đời sống chúng ta. Như vậy có phải là cuộc đời nó còn một mảng nữa hay không? Cái mảng công ăn việc làm, cái mảng chúng ta thích ứng với xã hội, chúng ta thành công trong cái tổ chức của một đời sống, làm cho chúng ta hài lòng. Và đôi khi chúng ta cũng thấy rằng đó là một cái hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã nỗ lực vươn lên và chúng ta thành công được. Nhưng mà sau nó không ngừng lại chỗ đó, nó còn trong cái ứng xử của mình với người thân của mình. Nó còn ứng xử với tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ trong công việc, nó gọi là đồng sự. Trong những ai ta cộng tác, nó là đồng hành. Và nó còn cái nữa là trong cái sinh hoạt mà chúng ta gọi là một cái sự thân thiết, một sự kết hợp để làm việc đây đó, thì chúng ta có đồng cảm được không? Chúng ta có chia sẻ được không? Từ trong gia đình, từ trong xã hội, từ cái quen biết thân, từ cái quen biết mà mới quen biết cho đến là cái thân thiết, chúng ta có giữ được gì hay không? Như vậy nó còn một cái mảng đời thứ hai, nó nằm trong cái cảm xúc, nó nằm trong cái tình cảm của mình, và nó nằm trong cái mà người ta nối kết với nhau ở một cái tần số nào thì nó đem lại bình yên. Và nó ở trong cái tần số nào mà cái đời sống chúng ta đó, nó rất là nhiều những cái khúc mắc, những cái bức xúc, những cái mà đem lại cho mình cái bối rối và khó tìm một cái lời giải. Và cái đời sống thứ hai này đó, chúng ta gọi nó là một cái đời sống tâm linh. Cái xã hội thì nó vận hành trong cái tính quy luật của xã hội. Là khi mình đi học thì phải đi thi, thi đậu thì mới có văn bằng. Rồi ra mình áp dụng giỏi thì người ta tới tiếp nhận mình vào làm việc. Tất cả đều có những cái điều kiện đó, và khi mình đáp ứng được những cái điều kiện đó, mình thành công. Thì cái đời sống trong cái ứng xử, trong cái giao lưu, trong cái nối kết với nhau nè, nó cũng có cái vận hành của nó. Và cái vận hành này nó đối với nhau đó, nó lại đi trong cái nhân quả. Và nó cũng có những cái điều kiện của nó. Và nếu chúng ta đáp ứng những cái điều kiện của nó đó, thì chúng ta hưởng được những cái giờ phút mà chúng ta thấy là lòng chúng ta đó mát mẻ, lòng chúng ta nhẹ nhàng, lòng chúng ta ấm áp, và chúng ta thấy cái cuộc sống chúng ta rất là lạc quan. Còn nếu nó không đi cái đường vận hành đó, thì nó làm cho chúng ta nhiều khi đó mình cảm thấy nó bấp bênh, cảm thấy nó như là vô định, hoặc là có nhiều khi mình cảm thấy hết sức là đơn độc và cũng không biết phải trụ như thế nào, phải định hướng như thế nào để cho cái tâm của mình được yên ổn. Vì nó có hai thứ, không phải là một. Vì chúng ta tìm đâu? Trong một cái câu chuyện cổ tích về Phật giáo, mà cái người mà sưu tập và biên soạn lại đó là cô Hạnh Đoan, thì có nói một cái câu chuyện về cái vấn đề mà một cái viên ngọc quý, cái viên đâu ngọc đó gọi là Bảo Minh Châu,
Và cái đây là một cái chuyện cổ tích mà nó mang tính chất truyền thuyết, nó mang tính chất ngụ ngôn. Cho nên mới nói là trong một cái kinh thành Thiên Hoa, đây là những cái ngày tháng mà nó hết sức là nhộn nhịp. Và cái thương buôn á, thì rộn ràng tấp nập. Và nơi hoàng cung á, thì rộn rịp lạ thường. Bởi vì cái khách, những cái đoàn khách thương buôn đó khắp nơi đổ về kinh thành. Và người ta cũng đi vào trong cái triều đình để mà hiến tặng những cái lễ vật cho triều đình. Thì trong số những cái người khách buôn mà đến để giao hảo đó, trước rồi với triều đình rồi sau nữa, cái chính yếu của họ là cái vấn đề buôn bán. Thì có một người đem hiến tặng đức vua một cái viên ngọc rất là đẹp, rất là quý báu. Và khi mà hiến tặng lên vậy đó, thì vua thấy cái viên ngọc tỏa hào quang rực rỡ. Và cái nó có một cái ánh sáng mà nó khi mà nó tỏa ra đó, nó làm cho một cái từ trường mát mẻ. Và vua nhìn ngắm say mê. Chưa thì nhiều người ngọc ngà châu báu không thiếu gì hết á, nhưng đây là một cái viên ngọc lạ lùng và đẹp nhất, hiếm quý chưa từng có. Cho nên vua thích lắm. Khi người ta hiến tặng rồi thì vua cầm trên tay mà cứ mân mê đều hoài. Thì sau đó thì vua mới nói với cái vị tể tướng đang thiết triều này: này ông tể tướng, ông cầm cái viên ngọc này lên, ông nói cho trẫm nghe đó cái giá trị của cái viên ngọc này, và rồi sau đó đó ông đập nát nó đi. Thì không ai hiểu cái gì hết, sao lại nói cái giá trị của nó, bây giờ lại đập nát nó đi. Thì khi mà cái viên tể tướng này đó cầm cái viên ngọc trên tay thì cũng là say mê mà, tại vì nó đẹp thật. Nó là cái viên ngọc quý hiếm, cho nên vị này cũng say mê. Và vị này mới ca tụng như thế này: tâu hoàng thượng, viên bảo minh châu này là báu vật tuyệt vời mà hạ thần lần đầu tiên mới nhìn thấy. Một bảo vật mà nó quý hiếm như thế này đó, thì làm sao mà hạ thần lại có thể mà đành lòng mà đập nát nó đi, bạch hoàng thượng. Thì đức vua mới cười rất là hài lòng và mới ban thưởng cho vị này đó là 1000 cái lượng vàng. Tất cả triều đình đều hoan hỷ hết đối với quan văn tể tướng. Rồi khi mà mọi người cái trong cái bữa đó đó, thì cứ lần lượt vua đưa cái viên bảo châu này cho ai thì cũng đều nói một câu đó là: hãy nói cho trẫm nghe cái giá trị của nó, và sau đó đập bể nó đi. Thì trong cái số đó là có một cái người mà sau cái buổi mà gọi là bãi triều đó, thì thị vệ mới đưa đức vua đi về hoàng cung. Thì trên đường về hoàng cung đó, thì đức vua mới nói cái người thị vệ đó: khanh nhìn cái viên bảo châu này đi và nói cho trẫm biết cái giá trị của nó, và sau đó thì đập nát nó đi. Thì cái viên thị vệ mới nói thế này: tâu hoàng thượng, viên bảo minh châu này ánh sáng lấp lánh, mượt ống hơn tơ lụa gấp triệu lần, là báu vật vô giá. Làm sao mà hạ thần là kẻ kém phước này lại có đủ can đảm mà đập nát nó? Đức vua cười rạng rỡ và đức vua mới là ban thưởng cho người này đó là 500 tấm lụa. Rồi hôm sau đó là thiết triều nữa, thì vua mới hỏi một cái vị võ tướng, một cái ông quan võ trong triều đình á, mà nói: này, ông võ tướng, ông cầm cái viên bảo minh châu này, ông nói cái giá trị cho trẫm nghe, và sau đó thì ông đập nát nó đi.
Thì cái vị võ tướng này mới nói thế này: Tâu hoàng thượng, lâu nay thần chỉ biết trên thế gian này có bảo kiếm chém sắc như chém bùn là cực kỳ quý báu. Giờ thần được diễm phúc chiêm ngưỡng viên bảo minh châu này, hạ thần thấy nó còn ngàn lần quý báu hơn bảo kiếm nữa. Như vậy làm sao mà hạ thần đây đó là nỡ đập nát nó cho được hoàng thượng? Thì vua rất là hài lòng, và vua liền ban cho, truyền ban cho cái vị võ tướng này cái thanh kiếm mà vị này hằng mơ ước, và được cái, được tặng cái kiếm báu trong tay. Rồi sau đó thì trong cái niềm say mê cái viên ngọc này đó, là đức vua muốn á, ý kiến của đông nhiều chừng nào hay chừng đó, cho nên là có cái điều kiện mà ai có cái duyên phước mà đến gặp đức vua trong cái thời điểm đó đó thì đều được đức vua cho ngắm nghía cái viên bảo ngọc này, và mỗi người nói một cái lời xưng tụng khác nhau, và làm mỗi lần như vậy xong thì đức vua đều có ban thưởng hết. Thành ra ai cũng muốn đến ý kiến đức vua, và ai cũng muốn được xem cái viên bảo ngọc đó. Không phải ai cũng mê cái tiền thưởng, nhưng người ta mê nhất là người ta được ngắm cái viên ngọc quý và được cầm cái viên ngọc quý trong tay. Còn tùy cái lời đánh giá mà đức vua đó sẽ có cái sự ban thưởng khác nhau. Nhưng mà nó giống nhau ở chỗ đó là đức vua bảo là phải nói cái giá trị của nó, nhưng mà nói xong cái giá trị đó thì đập nát nó đi. Thì là bao nhiêu người đến, bao nhiêu người có một cái cảm nhận riêng của mình về cái viên ngọc đó và khen tặng nó thật lòng mình, nhưng không có một người nào mà dám đập cái viên bảo châu đó hết. Thì cái việc đó nó cứ kéo dài vậy đó, mà cả nước đều biết rằng vua đó bây giờ là coi như là mê cái viên ngọc, và mê được người ta đó là đến để mỗi người mà xưng tụng một cách khác nhau, để vua có thể là thấy hết, cảm nhận được cũng như là nghe được những cái lời khen tặng về cái viên ngọc quý này. Và một hôm đó vào một cái buổi thiết triều, thì vua nhìn trong cái đám bá quan văn võ đó, thì vua thấy có một cái vị này đó là một cái ông quan trẻ mới được phép vào trong cái triều đình, mà chức tước cũng nhỏ, cho nên là ngồi khiêm tốn ở một góc đó. Thì đức vua mới nói: à, đạt nhân đến cầm cái viên quý này, viên ngọc quý này, và nói cho trẫm nghe đây cái giá trị của như thế nào, rồi sau đó là đập nát nó. Cái vị quan mà trẻ này đây đó tên là Đạt Nhân. Thì khi mà cầm cái viên ngọc quý trong tay đó, thì Đạt Nhân mới nói: thì tâu hoàng thượng, viên ngọc này xứng danh là bảo minh châu, nó cực kỳ quý hiếm, ngàn năm một thuở, không phải ai cũng có được. Phước của đức vua cực lớn mới có được viên bảo minh châu này. Nói xong thì cái vị mà quan chức trẻ tuổi mà cũng là cái chức vụ nhỏ nhất trong triều đình đó, là cầm cái viên ngọc và ném vào trong cái, thẳng tay vào trong vách đá, thì nó là một cái cốp, cái viên ngọc nó bể, nó rơi xuống hết. Thì cả cái triều đình sửng sốt, và đức vua đó là ngó thẳng vào Đạt Nhân, và mọi người đều hồi hộp là không biết cái chuyện gì xảy ra, vì sao mà cái người tiểu quan chức này đó mà lại mà lộng hành đến như vậy thì không biết được. Mọi người rất là lo sợ. Thì trong lúc mà tất cả đều là coi như là biến sắc hết, không có biết là cái chuyện gì xảy ra đó, thì Đạt Nhân nó vẫn bình tĩnh tâu vua thế này: tâu bệ hạ, ai ai cũng đều biết rõ viên bảo minh châu này thật vô cùng quý hiếm. Thế nhưng dù có quý đến đâu
cũng không quý bằng lệnh của bệ hạ. Lời của bệ hạ ban ra, tức là cái chiếu chỉ, mới thực sự là quý giá, là trân bảo đích thực. Cho nên Đức vua dạy cho kẻ hạ thần là sau khi nhận xét về viên bảo Minh Châu này rồi thì phải đập nát nó ra. Cho nên là thần tuân lệnh, thần không dám kháng chỉ. Khi mà nói cái điều này ra đó thì tất cả quan chức trong triều đình đều rúng động hết. Nếu mà cái vị trẻ này không kháng chỉ thì tất cả những người kia đều kháng chỉ hết. Và chúng ta phải hiểu là khi mà vua ban cái lệnh ra thì cái đó nó gọi là cái chiếu chỉ. Chiếu chỉ đó bằng văn bản hoặc là bằng cái lời nói cũng đều là chiếu chỉ cả. Và không có được kháng chỉ. Nếu ai kháng chỉ thì cái tội nhẹ nhất là tử hình, còn nếu không sẽ tru di tam tộc. Như vậy nếu mà cái vị quan chức này đó, quan chức đặc nhân này đó, mà đúng á, thì thoát khỏi tội tử hình. Nhưng mà tất cả ngồi đây đều là kháng chỉ hết. Thì Đức vua sẽ xử lý ra sao đây? Nó gây nên một cái chấn động mà người ta không biết là cái diễn tiến của cái câu việc này đó là nó đem lại cho cái tất cả những người ngồi đây đó cái may rủi nó ra sao, mà tất cả những ai kháng chỉ đều cực kỳ lo sợ trong lòng. Và lúc đó thì Đức vua đó mới là gương mặt rất là nghiêm trang, ngó thẳng vào đặc nhân. Và đặc nhân vẫn bình tĩnh, quỳ xuống vẫn bình tĩnh, không có một chút run sợ gì hết. Thì sau khi mà nhìn đặc nhân xong đó, thì vua mới ngửa mặt lên trời và vua cười hả hả hả. Vua cười rất là sảng khoái. Và Đức vua nói thế này: hay lắm, nói hay lắm, viên bảo Minh Châu này đúng là trân quý lắm. Nhưng ta muốn dùng nó để thử lòng văn võ bá quan. Nay chỉ có một mình đạt nhân là hiểu được ý ta. Tức là cái vị vua này đó là nhân đây á, muốn thử lòng của tất cả văn võ bá quan. Thì bây giờ đó là vua nói là chỉ có đạt nhân là hiểu được ý ta. Nghĩa là đạt nhân thoát tội rồi, và những người này đâu có thoát tội. Sư cô nhớ có một cái câu chuyện, đọc nó lâu rồi nó không có nhớ chính xác là, nhưng mà cái ý chính là nhớ được. Cái câu chuyện này phải nói thế này là một cái hôm đó là xuất hiện hai cái người là tự xưng mình là một cái người thợ dệt cực kỳ giỏi. Và khi dệt như vậy thì bạch với Đức vua rằng đó là sẽ dệt một cái ngữ y, tức là cái quần áo cho Đức vua mà bằng cái tơ lụa ở trên trời đem xuống, chứ không phải là tơ lụa ở thế gian. Nếu mà vị vua này chấp nhận đó thì hai người này sẽ dệt trong 2 năm. Và trong thời gian mà dệt như thế đó thì nếu mà Đức vua đó đồng ý thì phải cất cho hai cái người này đó một cái chỗ ở riêng biệt và không ai được phép tới cả. Chừng nào mà nó gần xong rồi đó thì sẽ cho vào xem, và cho đến khi mà nó xong việc đó thì sẽ giao cho Đức vua. Thì nhà vua nghe, nhà vua thích lắm. Tại vì không biết cái tơ lụa trên cái cõi trời nó như thế nào, mà bây giờ hai cái người này đó là coi như là muốn dệt cái tơ lụa đó. Và Đức vua lập tức cho xây dựng cái khu nhà đó theo ý muốn và cung cấp những cái vật tư mà hai người này đó là yêu cầu. Và ngày ngày đó là cơm dân nước rót cho hai vị này
và không ai được phép vào, để cho hai vị này yên tâm mà dệt cái tơ lụa trên trời đó. Và một năm nó trôi qua như vậy, tất cả mọi người đó đều háo hức để chờ xem đó, là cái tơ lụa trên trời mà đã dệt thành y áo nó đẹp như thế nào. Thì một năm trôi qua, đức vua cũng không có được đi vào nữa. Cho đến một năm rưỡi thì đức vua mới nói là ta không thể chờ đợi được nữa, trước khi mà nó may thành y áo thì phải cho ta xem. Thì hai cái vị đó mới nói là như vậy thì đức vua phải chuẩn bị và phải trai tịnh đàng hoàng. Tức là cái ngày mà đó trai tịnh có nghĩa là ngày đó không ăn thịt, ngày đó hoàng cung không có sát sanh, và ngày đó là không có ra lệnh giết chóc gì hết. Một ngày trai tịnh thì mới được đến. Và tất cả những cái bá quan văn võ mà đi cùng với lại đức vua cũng phải trai tịnh luôn mà mới được đi vào ra xem. Thì vậy ai cũng phải trai tịnh 3 ngày, rồi tới cái ngày thứ 4 rồi cũng phải tiếp tục trai tịnh thì mới vào xem được. Thì đó mọi người háo hức đi vào, đức vua đi trước, mọi người đi sau. Và khi mà vào như thế đó thì đức vua không có thấy gì trơn, mà tất cả những cái người quan quân đi cũng thấy gì hết trơn. Thì đức vua mới nói là cái tơ lụa của trời đâu mà không thấy gì hết vậy. Thì hai cái vị đó mới nói rằng là đức vua hãy bình tâm lại, là bởi vì đây là cái bảo vật ở trên thiên cung. Thì phải đó, một cái người nào đó mà thứ nhất là phải rất là trong sạch, là thanh tịnh đó. Cái thứ hai nữa là phải có trí tuệ hơn người đó mới nhìn ra được. Như vậy thì tất cả nó là phải nhắm mắt lại, phải định tâm, phải làm cho cái tâm mình sáng suốt đó, mở mắt ra mới thấy những cái bảo vật trên thiên cung. Thì tất cả mọi người nghe hai cái người thợ dệt này và nhắm mắt lại định tâm. Thì đến khi mở mắt ra đó, vua cũng thấy gì hết mà mấy người kia cũng thấy gì hết. Nhưng mà hai vị đó nói là tâu hoàng thượng đã nhìn thấy chưa? Thì đức vua nói ta không thấy gì hết. Rồi dĩ nhiên là tất cả văn võ bá quan đó cũng nói không thấy gì hết. Thì vị này mới nói là như vậy chưa được, như vậy rồi phải trở về đi, và phải thanh tịnh thân tâm nữa, và đặc biệt là trí tuệ phải hơn người mới nhìn thấy. Và như vậy đó là mọi người mới về và làm như cái người này chỉ. Lần sau vào cũng chưa thấy gì hết thân rồi. Thì hai vị này nói là chưa đủ, cái sự thanh tịnh chưa đủ, sự sáng suốt chưa đủ, cho nên chưa thấy. Vậy là kéo dài một cái thời gian nữa, cho đến khi mà nó 2 năm. Thì cái lần thứ 3 này đó, khi mở mắt ra đó, thì đức vua nói đẹp quá, đẹp lắm. Vì chừng nào nó thành y áo, thì vị này nói là chuyện đó rất nhanh, không phải lo gì cả. Và tất cả bá quan văn võ đều trầm trồ là cái này đẹp vô cùng. Và đến khi cái y áo này may xong thì là hai cái vị đó nói rằng là đức vua nên mặc cái bộ mà phẩm phục thiên đàng này đó để mà đi khắp nơi đó, để cho bá tánh đó được chiêm ngưỡng cái gọi là cái y áo của thiên đàng. Thì sau đó thì đức vua phải cởi hết cái phẩm phục của triều đình ra để mặc cái bộ đồ thiên đàng đó mà đi khắp nơi. Nhưng mà riêng vua đó, vua mới thấy rằng sao nó trống rỗng mà nó lỏng quá, nó không có gì hết á. Mà bá quan văn võ đi cùng đó thì thấy là làm sợ lắm, tại vì vua trần truồng kỳ quá
Nhưng mà không ai dám nói ra hết. Vua cũng nói ra, tại vì vua nói là vua đang mặc cái y áo thiên đường mà. Và hai người này nói là người nào mà cái tâm rất là trong sạch, mà trí tuệ phải hơn người mới thấy được cái phẩm phục của thiên đường, còn ai thấp kém không thấy. Cho nên là vua thấy, còn mấy người khác thì không thấy. Nhưng mà khi mà đi vậy đó thì lần đầu tiên là cho phép đó, là tất cả thần dân mà đứng hai bên đó, sau khi quỳ xuống đảnh lễ rồi được phép ngó lên. Chúng ta hiểu rằng khi mà đức vua mà đi kinh hành ở đâu á, thì tất cả dân chúng quỳ xuống bằng một cái đầu xuống, không bao giờ được ngó lên cả, không được phép. Nhưng lần này vua cho được phép ngó lên. Thì lạ lùng thay đó, cái đám con nít á, nó nhảy tưng tưng lên, nó cười, nó giở tay, nó nói: "Ha, cái ông vua ở truồng, ông vua ở truồng, ông vua ở truồng." Nó la lên vậy vì nó con nít, nó đâu có biết gì. Nó thấy ông vua ở truồng thì nó mới nói là ông vua ở truồng. Khi mà vua quay trở về hoàng cung rồi thì tất cả những cái lời reo hò của đám con nít đó làm cho ông vua với lại là tất cả quan chức đó đều thấy rằng đây là đúng sự thật mà. Khi mà về thì hai cái ông đó trốn mất rồi, không có gì hết, không có phẩm phục thiên đường. Và tất cả đây á, là một cái phép thử. Kể cả vua và quan đó là bị mắc lừa hết. Cho nên á, khi đụng chuyện đó, người ta vì cái sĩ diện mà người ta dối lòng. Ông vua không muốn rằng mình là cái người kém thanh tịnh, mình là cái người kém trí hơn người khác, cho nên lần thứ ba phải nói rằng đã thấy cái nhung lụa của thiên đường. Rồi bá quan văn võ mà vua thấy mà mình không thấy thì đâu được. Mặc dù mình không thấy gì hết cũng phải nói là thấy, chứ nếu không đó mình cũng kém thanh tịnh và mình kém trí thì đâu có được, sĩ diện mà, cho nên thấy hết. Rồi bây giờ tới cái lễ thứ hai đó là mặc cái long bào mà theo cái tơ lụa của thiên đường đây đó, thì vua cũng khen đẹp, thì tất cả mọi người khen đẹp hết. Và chính vì khen đẹp đó mà mới cho phép đó, là đem cái đẹp này ra đó để cho tất cả dân chúng ở kinh thành á, đều được chiêm ngưỡng cái y áo mà của thiên đường, mau thành cái phẩm phục, cái long bào cho đức vua, và cho phép chiêm ngưỡng cái áo đó. Cho nên mới nhìn lên, lần đầu tiên mới cho phép là dân chúng được ngước lên nhìn vua, và con nít cũng được phép nhìn vua. Nhưng mà nó vỗ tay, không phải nó khen cái trang sức thiên đường đó, mà nó nói rằng ngộ quá, ông vua ở truồng, ông vua trần truồng. Đó một cái sự thật. Và đây thì cái vị vua thiên bảo này đó mới nhân cái viên ngọc quý này mà nói những cái điều mâu thuẫn mà không ai để ý. Khanh hãy nói cho trẫm biết cái giá trị của cái viên bảo Minh Châu này, rồi sau đó đập nát nó đi. Thì tất cả cái phần thứ nhất đó, ai cũng nói những cái lời ca ngợi, mà đúng là nó đẹp thật, cho nên người ta cũng có khen thật lòng chứ không phải không. Lời lẽ người ta trao chuốt qua Mỹ thì cũng là đúng chứ không có sai. Nhưng mà người ta kháng chỉ, bởi vì biết rằng vua yêu quý cái viên bảo Minh Châu này thì làm sao mà đập. Vì thấy chưa, cho nên tất cả đều rơi vào cái chỗ là kháng chỉ hết. Mà trong trường hợp kháng chỉ này đó, vua chưa có trị tội. Và bây giờ chỉ có đặc nhân là làm đúng lời của vua đó, là khen tặng cái viên bảo Minh Châu này xong rồi đó, là đập nát cái viên bảo Minh Châu này ra. Và nói rằng đó, cái viên ngọc dày nó có quý như thế nào đi nữa đó, thì cái vấn đề mà tuân lệnh, cái vấn đề mà gọi là coi như là chấp
nhận cái chiếu chỉ này, cung kính đón nhận cái chiếu chỉ này và vâng theo cái chiếu chỉ này mới là đứng hàng đầu. Chứ không phải là cái chuyện đó mà kháng chỉ lại còn được khen thưởng. Vì thế nó đẻ ra một cái mà những cái người mà mấy tuần lễ nay đó lãnh cái thưởng đó là bây giờ run rẩy hết trơn rồi rồi. Thì chúng ta nghe tiếp như vị đã nói nè. Đức vua mới nói thêm nè: thế nhưng đâu phải chỉ có lệnh vua là đáng quý, tất cả các khanh, tất cả mọi người, nếu bất cứ ai mà từ tâm ý đến lời nói ra, đến hành động cư xử, toàn là thiện, là lành, thì đều là trân bảo. Trân bảo này còn quý hơn lệnh vua, vì vua cũng phải tôn quý sự thiện lành này. Tôi chưa nói đó, cái kháng chỉ là cái phạm tội, cái tuân chỉ là cái mà hết sức là đáng trân quý. Nhưng mà cái mà gọi là tuân lệnh này đó, tuân theo cái chiếu chỉ của nhà vua thì đáng quý, nhưng mà cũng không quý bằng là chúng ta tôn quý một cái nữa mà nó gọi là tối thượng. Còn cái mà tôn trọng cái lời của vua nói, chấp hành cái lệnh vua đó, nó gọi là tối cao. Nhưng mà cái này là Đức vua nói là tối thượng ở chỗ là từ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động mình nó phải là thiện, nó phải là lành thì mới là trân quý nhất. Bởi vì chính Đức vua đó cũng phải là đi vào trong cái thiện và trong cái lành thì mới là một cái vị minh quân. Còn không đi vào trong cái thiện, trong cái lành, mà khi mà mình đó, mà coi như là bất cứ cái gì mà của một cái ông vua nói ra, dầu sáng suốt hay không sáng suốt, nếu mà hôn quân bạo chúa đó, mà chúng ta nhất nhất đều nghe cái chiếu chỉ của vua đó, thì như vậy đó, mình có phải là cái chữ trung này đó, nó sẽ là ngu trung, và nó sẽ làm cho đó cái đất nước nó sẽ bị nhiều cái mà nó sai lệch, nó đi tàn phá cái sự phát triển và cái thịnh vượng của đất nước. Cho nên là tất cả đều phải đi vào trong cái thiện lành này. Thì khi mà bá quan văn võ nghe xong đó, thì là nghe rồi xong đó thì vừa nghe cái lời vua, vừa kính quý vua mà vừa sợ hãi là bởi vì cái tội kháng chỉ của mình đó sẽ bị xử ra như thế nào đây. Thì chúng ta nghe Đức vua mới nói tiếp này: này các khanh, các khanh có thấy lời nói của đạt nhân là đúng và đáng được khen thưởng hay không? Thì các quan đều đồng thanh đáp: tâu hoàng thượng, đạt nhân xứng đáng được khen thưởng. Và chúng ta nghe Đức vua khen thưởng đạt nhân đây. Đức vua mới nói là như vậy, trong cái buổi thiết triều ngày hôm nay đó, ta tuyên bố đó, đạt nhân sẽ trở thành quan tể tướng của triều đình và sẽ đó cùng với lại ta đây đó, kề cận với ta đây đó, để mà ngày đêm đó làm việc phụng sự cho cái đất nước này. Thì bây giờ trước mắt á, để ta bổ nhiệm cái vị tân tể tướng này lên á, thì đạt nhân đó nhậm cái chức tể tướng ngay bây giờ và xử lý cái chuyện kháng chỉ vừa qua như thế nào thì tân tể tướng phải làm việc ngay tức khắc. Thì chúng ta biết một cái bầu không khí nó căng thẳng đến giường nào. Thì chúng ta nghe đạt nhân nói này: tân tể tướng nói, bệ hạ của chúng ta là đấng quân vương cực kỳ thông minh, nhân ái và đức độ. Vậy thì có lý do gì vì một viên bảo minh châu
mà nay cũng đã dở dụng rồi, sao lại chém đầu tất cả bá quan văn võ được? Dù có bất tuân luận vua, nhưng xét kỹ tính chất phạm tội có thể miễn xá. Nhưng tất cả những người được miễn xá tội này phải chuộc tội bằng cách đem toàn bộ những gì mà đức vua ban thưởng nộp trả lại cho quốc khố. Cách giải quyết của đặc nhân như vậy thì tất cả các quan đều quỳ xuống hết, và là coi như hướng về quan tể tướng để nói một cái lời tri ân là đã không có xử chém những người kháng chỉ này, mà chỉ yêu cầu trả lại tất cả những gì mà vua ban thưởng đó thì phải trả lại cho quốc khố. Và sau đó đó thì là coi như là về sau thì cái cách xử lý của quan tể tướng là tất cả những cái lễ vật gì mà vua ban mà do khen tặng cái viên Bảo Minh Châu này đó thì nộp lại cho quốc khố hết. Và sau đó thì cái tiền này đó, khi mà cái thiên tai mà nó xảy ra đó, giống như cái bảo luật của mình trong hiện tại đó, thì vị tân tể tướng này mới đem tất cả những cái đó đó là đổi ra thành gạo, đổi ra thành thức ăn và đi cứu trợ, tức là đi phát, đi đến những cái vùng thiên tai bảo luật đó để mà cứu trợ cho cái dân chúng ở nơi đó. Cho nên là về sau đó từ trong cái triều đình cho đến cái đất nước đều người ta hết sức là kính quý cái vị tể tướng trẻ tuổi này. Và về sau đó người ta mới nói rằng đây là một cái vị tể tướng mà gọi là trị quốc an dân. Và về sau thì cái người ta mới từ trong cái triều đình cho đến là coi như là dân chúng khắp nơi đó là noi cái tấm gương sáng của vua Thiên Bảo, và cũng là cái sự hợp tác của vị cái tân tể tướng này đó mà cái đất nước này đó là trở thành một cái đất nước mà có cái giới hạnh bậc nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút xíu đó, xem mà tại sao mà cái lệnh vua đó mà được ban hành ra đó, là tức là chiếu chỉ mà đưa ra đó, thì là từ trong hoàng tộc cho đến bá quan văn võ cho đến là coi như là dân chúng khắp nơi, bá tánh khắp nơi đó là đều có một cái chữ là coi như là chấp nhận mà thôi, tức là nhận cái lệnh đó, cung kính nhận cái lệnh đó. Vua ban cái chiếu chỉ bằng cái lời nói trực tiếp của mình hay bằng một cái văn bản hẳn hoi thì khi tiếp chỉ đó, tất cả những người mà tiếp nhận đều phải rất là cung kính và rất là vâng lời và trước sau như một, không có thay đổi. Cái lý do là sao vậy? Người ta thường nói đây là cái chế độ phong kiến, nhưng thật sự là mình phân tích ra đó thì cái bất cứ một cái tổ chức lớn nhỏ nào đó thì cái người đứng đầu cũng đều là ở cái chỗ này hết. Tức là sao? Tức là khi mà một cái nhóm nhỏ thì cái người nhóm trưởng đó đưa cái công việc gì ra làm đó, thì tất cả đó, người nào muốn có ý kiến thì có ý kiến, nhưng mà sau khi thống nhất rồi đó thì cái sự chỉ huy của người này đó phải được tôn trọng đó, thì cái tập thể đó mới thành công. Một cơ quan cũng vậy, thành ra cả một cái đất nước thì cái tượng trưng đó là cái vị vua, là người đứng đầu, thì nó không những á, nó là cái, nó gọi là giống như là cái tôn ti trật tự, cái luật pháp của quốc gia, mà cái vị vua đó nó còn tượng trưng cho cả một cái truyền thống về đạo đức, cũng như là một cái truyền thống về tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc đó, nó tượng trưng nơi cái vị vua đó. Thí dụ như mình thấy là bây giờ bên Anh đó, người ta có một cái tổ chức chánh quyền dân chủ, nhưng mà ta vẫn duy trì hoàng tộc. Là cái hoàng tộc này đó là nó tượng trưng cho cái văn hóa, cái truyền thống, cái đạo đức, cái nề nếp, cái phẩm chất của cả một cái dân tộc mà nó đã trải qua nhiều cái thế hệ, nhiều cái thời kỳ đó, nó trở thành một cái tinh hoa.
Cho nên cái người mà đứng đầu một cái đất nước thì vừa có tài mà vừa có đức, và đem lại cái sự thịnh vượng, cái sự phát triển cho đất nước. Thì tất cả từ trên xuống dưới mà hiểu biết rằng cái sự mà chấp hành cái mệnh vua đây là cái quyền lợi của tất cả mọi người trong đó, mà đó là cái sự sống, cái sự phát triển của từ mỗi con người tới đến cái gia đình, cho đến cả một cái đất nước rộng lớn của mỗi một quốc gia đây đều thành công. Và nhờ cái đó thành ra cái kháng chỉ là cái đầu tiên mà chúng ta phải hiểu biết để mà chúng ta có thể đó cùng nhau để mà tạo dựng một cái đất nước, một cái xã hội cho nó tốt lành. Cho nên không thể nào mình một cái người dân trong cái đất nước mà chúng ta là bất chấp cái luật pháp quốc gia, bất chấp những cái kỷ cương của một quốc gia. Và cái chấp hành này đó thì từ trên xuống dưới, từ cái người đứng đầu của đất nước cho đến những người thứ nhì, và cho đến cái người dân là thấp kém nhất, thiếu hiểu biết nhất cũng phải chấp hành. Và nó quy định vào trong cái luật pháp quốc gia. Thì ngày xưa đó nó ban hành thành ra những cái chiếu chỉ để cho mọi người đó hiểu biết rộng rãi cái luật pháp này, mà hợp tác nhau lệ để mà làm cho cái bản thân của mình và cả cái đất nước xã hội của mình đó là nó đi vào trong một cái vận hành tốt đẹp của nó, dưới cái sự chỉ dẫn của một bậc minh quân. Và khi nào một cái vị mà này không phải là minh quân thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng đó là hôn quân bạo chúa. Thì bao giờ cái sự mà chấp hành này đây, cái sự tuân thủ này đây đó, nó đều là một cái mà nó gọi là tâm tối, là rồ dại. Thì nó phải đi đến cái sự hủy hoại và cái sự diệt vong. Cho nên là vua Thiên Bảo đó, khi mà cái vị tiểu quan chức mà đạt nhân á nói rằng là phải chấp hành lệnh vua, vua nói đập nát Viên Bảo Châu là phải đập nát Viên Bảo Châu, không có kháng chỉ. Để mà tôn xưng gọi là thượng tôn pháp luật. Nhưng mà Đức Vua nói thượng tôn pháp luật là điều cực kỳ quý giá, nhưng mà nó còn quý giá hơn nữa đó là chúng ta phải đó, coi cái thiện lành là tối thượng. Bởi vì nhà vua cũng phải coi cái thiện lành là tối thượng. Nếu vua coi cái thiện lành là tối thượng đó, là vua có một cái tấm lòng thương dân thương nước, là vua là một cái người đàng hoàng, một người đáng tin cậy, một cái người mà có tài, mà có đức, luôn luôn sống vì nước vì dân. Và như ngày nay thì Bác Hồ dạy chúng ta đó, là coi như là tất cả những cái quan chức đều là phải khiêm cung, đều là phải thanh liêm, đều là phải có đạo đức, đều là phải là cái người chân chánh đàng hoàng. Thì tất cả những cái đó đó mới đem cái đất nước hưng thịnh. Và tất cả những ai phá hoại nó, từ cái người đứng đầu mà xâm phạm vào cái điều này, tức là làm cái điều mà nó không có lương tâm của con người, nó phá hoại cái đạo lý làm người, thì đó là cái gì? Đó là cái người làm cái điều sai, cái điều xấu, cái điều ác. Thay vì cái lợi tức thế má này đó đem ra làm cầu, làm đường, tạo nên phúc lợi cho tất cả bá tánh, ai cũng được hưởng hết á, thì cái đó là cái tốt đẹp. Ngay cả cái tiền cho thương binh liệt sĩ thì cũng ăn cắp, làm danh sách giả, rồi lấy cái tiền đó, còn cái người mà thật á thì ém lại. Thì cái đó đâu có thượng tôn pháp luật. Và cái người làm quan đó là nó gọi là tham quan ô lại, chứ đâu phải một cái vị quan mà thanh liêm, đâu phải cái vị quan chân chính.
Thì quý vị thấy không, vua Thiên Bảo nói rằng á, là cái sự thiện, là cái thiện lành này nè, vua cũng phải theo mà. Thành ra cái lệnh vua đưa ra không được kháng chỉ. Nhưng mà cái quý này đó cũng chưa bằng là phải thuận theo cái thiện, cái lành ở trong tâm của mình. Bởi vì thật sự là một vị vua, thật sự là một cái vị quan, thật sự là một người đứng đầu một cơ quan đoàn thể nào đi nữa, mà cái thiện lành có trong tâm của họ đó, thì cái cơ quan, cái đoàn thể, cái nhóm đó, cái đất nước đó đó mới đi đến cái chỗ thành công tốt đẹp và mang lại cái an vui hạnh phúc thực sự. Cho nên cái chỗ này người ta cũng có nói này, cái ngu trung hay là cái minh trung, đây là cái ngu hiếu hay là cái minh hiếu, thì nó nằm ở cái chỗ đó là giữa cái thiện và cái ác. Cái thiện cái ác này nó nằm trong tâm của mỗi người. Cái khi mà cái tâm mình đó, nó nhiễm những cái mà nó mang cái tính chất phục vụ cho cái lợi ích cá nhân, cái dục vọng của cá nhân, thì nói theo nhà Phật của mình là nó phạm giới. Phạm giới, phạm giới trộm cắp, làm quan gọi là tham nhũng. Còn làm lớn nữa, khi mà bắt ra thì nói là vi phạm những cái điều mà đảng và nhà nước giao phó. Thì chúng ta nhìn những cái vụ án đó, và bác Trọng nói là cái lò lửa này đó là không có miễn trừ cho bất cứ ai mà phạm tội cả. Và chúng ta thấy những cái vụ án dài dài nó sẽ đưa ra để chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng cái thiện lành phải đứng hàng đầu. Và ai làm điều xấu ác vì cái lợi mình mà đem khốn khổ cho toàn dân thì cái người đó không xứng đáng. Thấy không? Người ta tin cậy mình, người ta góp tiền để cho mình đại diện đi giúp cái người dân đang bão lụt, mà mình ăn xén, mình ăn bớt, mình nín thinh, mình cất đó. Quý vị thấy cái đồng tiền bây giờ có 100 tỷ, có 1000 tỷ nhỏ xíu à. Không phải mình nghèo nó dốc, không phải vậy. Nó nhỏ xíu là lý do gì? Bởi vì mình có tham nhũng 1000 hay 1000 tỷ đó, mình xài có hết không? Mình xài có hết không? Nhưng mà mình xài chưa hết đó, chết, không có xài được nữa. Nhưng mà tất cả những cái sự khốn khổ người ta đó, trong cái thiên tai bão lụt này đó, mình sẽ không biết đếm bao nhiêu kiếp á, lết bằng mo, bò bằng mụn á, để mà trải nghiệm ra rằng đó, khi người ta đau khổ, khi người ta thiếu thốn, khi mà ta đối đầu với cái chết, cái thảm khốc nhất, mà mình ăn cái đồng tiền đó đó, là mình cực kỳ tâm tối, và cái giá mình trả cho đến bao giờ đó, mình tỉnh ra mình thấy là ngàn năm không dám tơ hào một đồng xu cắt bạc nào trong cái tiền từ thiện đó, thì mình thoát. Còn không, không bao giờ thoát cả. Quý vị cứ xem tất cả những chuyện xưa tích cũ, đừng nói tới ngày nay. Tất cả những ai dính vào những cái chuyện đó đều đưa tới cái chuyện mà nó sẽ trả bằng cái giá, nó trôi răng trong những cái cảnh khổ rất là nhiều kiếp. Đầu tiên đó là địa ngục trước, sau đó thì nó ở trong cái thế giới của ác ma, của ác quỷ, của quỷ thần, của quái vật, rồi nó đi trong cái thế giới của quỷ dữ, đi rất là nhiều, và luôn luôn nó đói khát, luôn luôn nó gọi là coi như bò la bò lết như vậy. Kiếp con gì cũng vậy hết. Cho nên là ngay cả thí dụ như vậy, cha mẹ mình chẳng hạn mà làm cực khổ vất vả, bây giờ nó về cuối đời rồi đó, không giúp được cho cha mẹ một cái gì hết, mà bắt cha mẹ phải chia của, nghe không?
làm cho cái tâm của cha mẹ đó sầu não không yên, mà chưa kể còn tính văn đầy kế khác á, để mà lấy cái tiền của cha mẹ và không cần biết cha mẹ là ai đó. Thì sư cô nói đồng tiền nhỏ lắm, mà mình phải nhắm con mắt rồi đó thì tất cả ai xài không biết, nhưng cái hậu quả này nó đi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên rồi đời nào mình sanh ra đó cũng có những người mà gặp cảnh này cảnh nọ, khổ này khổ nọ, mình chịu không được, mình giúp người ta, hiểu không? Nhưng mà nó có kết thúc đâu. Nó chỉ kết thúc khi tất cả chúng ta nhận thấy rằng đó, không có cái gì đáng trân quý bằng cái sự thiện lành cả. Cái sự thiện lành khi nó có mặt trong người của chúng ta đó, nó thể hiện qua tất cả chúng ta làm một cái điều gì đó đều có cái tâm trong sạch. Tất cả chúng ta làm điều gì đó, nó đều có cái sự trong sáng. Nó không có bị che mờ, nó không có tối tăm, nó không có khuất lấp, nó không có quanh quanh co co, mà nó hết sức là chân chánh. Và cái đó nó là bản chất của con người, hay nó còn gọi là cái đạo lý làm người. Và làm người là khi có cái thiện cái lành, giờ phút nào cái thiện cái lành nó ra đi thì cái giờ phút đó chúng ta mất chất cái con người. Cho nên người ta nói người này bất nhân bất nghĩa quá, tức là không còn cái nhân, là không còn cái tình người. Bất nghĩa là không còn biết cái lẽ phải nữa. Thì khi mà con người mà làm cái chuyện nó không xứng với con người, cho nên người ta nói con người mà lòng lan dạ thú. Con người nhìn như vậy á, mà cái tâm nó là cái tâm rắn độc. Cái người như vậy đó mà cái tâm của ma của quỷ, không phải con người, thì nó đi vào trong cái xấu ác, nó đi vào trong cái sai lầm. Thì chúng ta thượng tôn pháp luật, chúng ta coi như là nhận cái chiếu chỉ, không có kháng chỉ. Nhưng từ cái tất cả cái pháp luật này, tất cả những cái chiếu chỉ của các cái vị mà coi là đứng đầu cái bất cứ một cái đất nước nào đó, thì nó cũng phải đặt trên cái thiện lành. Còn nếu nó không có cái thiện lành này đó, thì tất cả nó đều đưa đến cái sai lạc và cái đau khổ. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta biết mình sai, chúng ta hỏi mình thấy sai rõ chưa? Nói thấy rồi. Mình hỏi mình chứ có nên sửa không? Nó nói có nên sửa. Hỏi tiếp nó có dám sửa không? Nó nói dám sửa. Dám sửa mà dám sửa cho tới kỳ cùng không? Nó nói dám sửa cho tới kỳ cùng. Cho đến khi nào dứt điểm không sai nữa mà thôi. Thì chúng ta hiểu đó là cái con đường mà gọi là con đường tiến hóa tâm linh. Và đó là cái con đường mà để nó thành Phật. Thành Phật nghĩa là sao? Là lúc nào cũng sáng suốt, soi rọi trong tâm của mình, để mà nuôi dưỡng cái sự trong sạch, cái sự trong sáng này. Và nó rạng ngời cho đến lúc mà chúng ta không còn nhầm lẫn gì hết. Thì đó là con đường hạnh phúc tối thượng. Và đây là cái món quà trân quý nhất mà tất cả chúng ta đây, dẫu cái phước báo chúng ta lớn hay nhỏ khác nhau, tuổi thọ chúng ta dài ngắn khác nhau, nhưng chúng ta giống nhau một cái điều đó, chúng ta làm người, chúng ta được tái sanh ra làm người là do cái thiện lành. Và bây giờ chúng ta giữ cái thiện lành này và phát triển cái thiện lành này, ngày nó càng sáng hơn, sáng hơn. Và Đức Phật nói gọn trong ba chữ đó là chúng ta giữ giới, chúng ta tu thiền định và chúng ta tu thiền tuệ. Một ngày thọ bát quan trai để làm gì? Để mà cái sự trong sạch này, cái sự trong sáng này đó, nó càng được thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc. Thay vì cái giờ này á, đi hát, đi ca, đi chơi, đi ăn uống hay là làm những cái chuyện trật lất, thì bây giờ chúng ta một ngày tu thọ bát quan trai, cái tâm chúng ta nó an ổn lại, chúng ta có giới trong ngày hôm nay.
chúng ta có niệm Phật, chúng ta tu thiền định, chúng ta có nghe Pháp để chúng ta mở ra cái thiện tuệ. Thì ngày hôm nay chúng ta có giới, chúng ta có định và chúng ta có tuệ. Được một chút là mừng một chút. Và cái định hướng trong cuộc đời chúng ta sẽ rõ ràng thế này. Đối với lại thế gian, chúng ta mưu sinh để sống thì chúng ta làm việc chân chính bằng cách giữ giới. Đời sống chúng ta ứng xử với nhau trong cái giới. Năm cái giới này làm nên hạnh phúc mà. Mình không trộm cắp của người ta thì cái xã hội này nó rất là bình an. Mà trộm cắp nhiều thứ chứ bộ à. Đâu phải trộm cắp tiền bạc, đâu phải trộm cắp cái vật dụng không, còn trộm cắp cái niềm tin của người khác nữa chứ à. Còn trộm cắp cái tình cảm của người ta nữa mà, thấy không? Biết bao những cái thanh niên nó không là con người. Khi mà đem bạn gái bán để lấy tiền về đó mà ăn chơi xa hoa trụy lạc, khi nó làm cái hành vi đó nó không còn là con người được. Bởi vì nó trộm cắp cái tình cảm, trộm cắp cái niềm tin, trộm cắp cả một cái cuộc đời người ta vùi dập để nó lấy những cái đồng tiền quá nhỏ đó mà nó làm cho thoái đọa con người của nó. Và vĩnh viễn nó không còn là con người. Vì thế cái thiện lương nó đứng hàng đầu chưa? Và giới nó đứng hàng đầu chưa? Yeah. Cho nên á, nhiều thứ trộm cắp lắm chứ. Đâu phải có một thứ trộm cắp đâu. Và chỉ cần chồng vợ tà dâm một cái là cái gia đình nó tan nát hả? Mà tà dâm là trộm cắp nữa chứ. Trộm cắp cái niềm tin của cái người hôn phối của mình. Trộm cắp cái thời gian đáng lẽ dành cho trong gia đình mình. Trộm cắp cái tình cảm và kể cả những cái lời nói tốt đẹp của cái người hôn phối của mình và các con của mình là đem cho cái chỗ khác mà. Cho nên năm cái giới này mà chúng ta gìn giữ đàng hoàng đó, thấy không? Thì đó là cái căn bản của cái thiện lành. Cho nên một cái đất nước mà người ta nói khen tặng là cái kinh thành Thiên Hoa này sống với cái sự che chở của Đức Vua Thiên Bảo này đó, đó là một cái thiên đường. Bởi vì tất cả người dân đều có giới, và cái giới đó nằm ở chỗ thiện lành. Và ta sống có tình có nghĩa với nhau. Con thì có hiếu với cha mẹ, có thuận hòa với anh chị em. Làm chồng thì xứng đáng là chồng, làm vợ thì xứng đáng là vợ, làm con thì xứng đáng là con. Và một cái đất nước ai cũng đem cái năng lực làm việc của mình á để mà đóng góp trong cái niềm vui của mình, thì đó là một cái đất nước mà nó tiến hóa trong cái sự lành mạnh. Chứ đâu có phải là giàu xạo rồi đó là đi tới đi lui rồi để mà lấy cái đồng tiền người ta xài để mà nhu nhướng cái xác thân của mình. Đâu có, không có trộm cắp, không có làm cái điều vậy. Thì vậy chúng ta thấy là sau khi mà chúng ta nghe xong cái câu chuyện cổ tích này thì chúng ta khắn sâu trong lòng của chúng ta cái phước báo đó, sanh ra làm người không có dễ đâu. Và nhiều lần á, trong cái đạo tràng này á, sư cô lặp đi lặp lại rằng Đức Phật mới nói này, này chư tỳ kheo, đất trong móng tay của Thế Tôn nhiều hay đất ở trên quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn rất là ít, nhưng mà đất trên quả địa cầu này rất nhiều. Và Đức Phật có nói cũng như thế đó. Khi con người mà chết đó, mà tái sanh làm người và chư thiên đó, thì ít như đất trong móng tay của Thế Tôn. Mà nó rơi xuống các cái cảnh khổ đó, thì nó nhiều như đất trên quả địa cầu này. Đức Phật nói vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có giữ vững được cái sự trong sáng, cái sự trong sạch, cái sự chân chính mình không? Mình đối với cha mẹ mình trọn cái bề hiếu thuận chưa? Mình đối với anh chị em mình á, mình có cái thuận hòa để mà giữ cái tình anh chị em, mà cũng là cái báo hiếu cho cha mẹ nhìn thấy các con thương yêu, các con biết đùm bọc,
để mà đoàn kết với nhau không? Chồng với vợ mình đối với nhau có thủy chung không? Mình làm chồng mình có trách nhiệm làm chồng đầy đủ không? Mình làm vợ có trách nhiệm đầy đủ làm vợ không? Mình làm con mình có trách nhiệm làm con đầy đủ không? Khi mình đến một cơ quan làm việc, mình có đầy đủ trách nhiệm trong cái chức năng mà mình được phụ trách hay không? Mình đối với quốc gia xã hội, mình có đầy đủ cái trách nhiệm của người công dân không? Nếu mình có đầy đủ những thứ đó là mình giữ được cái sự thiện lành của mình, cái sự trong sạch, sự trong sáng và sự chân chính của mình. Đó là cái gốc làm người và nó là cái nền tảng của sự tiến hóa tâm linh để từng bước mình sẽ tăng lên, mình hành hạnh Bồ Tát. Rồi trong cái luân hồi như vậy đó là cái hạnh Bồ Tát mình cứ rộng mở ra và những cái sai lầm của mình nó sẽ thu hẹp lại, nó sẽ biến mất rồi. Mà những cái tốt đẹp của mình nó như những cái cành nó cứ đơm qua nó nảy nở và cái cây nó trổ hết mức của nó. Đó là hạnh phúc đích thực và cái đời sống tốt đẹp đích thực của một con người. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được giữ tâm của mình trong sạch, trong sáng và chân chính. Và đặc biệt mình luôn luôn là một cái người con có hiếu và đặt chúng ta ở vai trò vị trí nào trong cuộc đời này, chúng ta đều sống có trách nhiệm và tất cả cái lòng thương yêu của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của một ngày tu thọ bát quan trai. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này. Cầu cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người bị vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chung. Nguyện đem công đức này hướng về thánh tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.